Tôi sẽ phải chết, nhưng thà tôi không làm gì cả. Bài trích sách ngôn sứ Daniel. Hồi đó có một người ở tại Babylon tên là Joachim. Ông lấy vợ tên là Susanna. Bà là con gái ông Kenkia. Bà rất xinh đẹp và kính sợ Chúa. Cha mẹ bà là người công chính, đã dạy dỗ con gái theo luật Môsê. Ông Joachim là người rất giàu. Ông có một khu vườn bên cạnh nhà. Người Do Thái thường đến nhà ông vì ông có thế giá hơn mọi người. Năm ấy, người ta đặt hai kỳ mục chọn trong dân làm thẩm phán. Đấng Chí Tôn đã phán về họ rằng từ Babylon đã xuất phát sự gian tà do những kỳ mục, những thẩm phán có vẻ như cai trị dân. Những kỳ mục này thường lui tới nhà ông Joachim. Tất cả những ai có việc gì cần xét xử thì đến gặp họ. Giữa trưa, khi dân đã rút lui, bà Susanna vào đi dạo trong vườn của chồng. Hai kỳ mục thấy bà mỗi ngày vào đi dạo thì sinh lòng ham muốn. Họ để tâm trí ra đồi bại, quay mắt đi để khỏi nhìn lên trời cao và chẳng nhớ đến những phán quyết công minh của Thiên Chúa. Họ đang nóng lòng chờ dịp thuận lợi thì một hôm bà Susanna đi vào vườn như các ngày trước, chỉ có hai tớ gái theo hầu. Vì trời nóng, bà muốn tắm trong vườn. Ở đó chẳng có ai ngoại trừ hai kỳ mục đang ẩn núp và rình xem. Bà bảo các tớ gái đem cho ta dầu và thuốc thơm, rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm. Các cô vừa ra khỏi đó thì hai kỳ lão liền chồm dậy, nhào tới chỗ bà và nói: Này, cửa vườn đã đóng, chẳng ai thấy chúng ta đâu. Chúng tôi thèm muốn bà bằng lòng trao thân cho chúng tôi đi. Nếu không, chúng tôi sẽ làm chứng tố cáo rằng có một thanh niên ở với bà. Và vì thế bà đã cho các tớ gái đi khỏi đây. Bà Susanna thở dài não nuột và nói: Tôi bị khốn tứ bề, quả thật. Nếu làm thế, tôi sẽ phải chết. Còn nếu không làm, tôi cũng không thoát khỏi tay các ông. Nhưng thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mặt Chúa. Bà Susanna liền kêu lớn tiếng, và hai kỳ lão cùng la lên để hại bà. Một ông chạy ra mở cửa vườn. Khi nghe tiếng kêu trong vườn, các gia nhân đổ xô vào cửa bên hông để xem sự gì đã xảy ra cho bà. Và sau khi các kỳ lão kể lại chuyện đó, các tôi tớ rất lấy làm hổ thẹn vì chưa bao giờ nghe nói như thế về bà Susanna. Hôm sau, dân chúng tụ họp ở nhà ông Joachim, chồng bà. Hai kỳ lão cùng đến đó, lòng đầy gian ý hại bà để làm cho bà phải chết. Họ nói trước mặt dân chúng: Hãy sai người đi tìm Susanna, con gái ông Kenkia, vợ ông Joachim. Rồi người ta cho người đi tìm bà. Bà cũng đến đó với cha mẹ, con cái và tất cả thân nhân. Mọi người thân cũng như tất cả những ai thấy bà đều khóc. Từ giữa đám dân, hai kỳ lão đó đứng dậy đặt tay lên đầu bà, còn bà thì vừa khóc vừa ngước mắt lên trời. Vì bà đầy lòng trông cậy vào Chúa, các kỳ lão nói: Chúng tôi đang dạo chơi một mình trong vườn thì mụ này đã vào với hai tớ gái, đóng cửa vườn lại, rồi cho các tớ gái đi ra. Một gã thanh niên núp sẵn ở đó, đến bên mụ và nằm với mụ. Lúc ấy chúng tôi đang ở góc vườn, thấy chuyện đồi bại liền chạy tới. Chúng tôi thấy chúng ăn nằm với nhau, nhưng không tóm được gã thanh niên vì hắn khỏe hơn chúng tôi và đã mở cửa chạy mất. Còn mụ này, chúng tôi đã bắt được và hỏi mụ ta xem gã thanh niên kia là ai. Nhưng mụ không chịu nói cho chúng tôi. Chúng tôi xin làm chứng về những điều ấy. Cộng đồng tin họ vì họ là những kỳ mục trong dân và là những thẩm phán. Rồi người ta kết án tử hình bà Susanna. Nhưng bà Susanna kêu lớn tiếng rằng:
lạy Thiên Chúa hằng hữu, đấng am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra. Ngài biết là họ đã làm tiếng gian hại con, này con phải chết. Tuy chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cho con, Chúa đã nghe tiếng bà kêu. Trong lúc bà bị điều đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Thiếu niên đó lớn tiếng rằng: Tôi vô can trong vụ đổ máu người phụ nữ này. Toàn dân đều quay về phía cậu thiếu niên và hỏi: Lời cậu vừa nói có nghĩa gì? Cậu đứng giữa họ và nói: Các người ngu xuẩn đến thế sao? Hỡi con cái Israel, các người đã lên án một người con gái Israel mà không xét hỏi và cũng không biết rõ sự việc ra sao. Hãy trở lại nơi xét xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ này. Toàn dân vội vàng trở lại đó, và các kỳ mục nói với Daniel: Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành. Daniel nói: Hãy tách riêng họ ra, rồi tôi sẽ xét hỏi. Sau khi họ đã bị tách ra rồi, Daniel gọi một trong hai kỳ mục lại và nói: Hỡi con người già đời trong đường gian ác, tội lỗi xưa ông đã phạm nay lại tái diễn. Ông đã xử bất công, kết án người vô can, tha bẩm kẻ đắc tội. Bất kể lời Chúa dạy, ngươi chớ giết người vô tội và người công chính. Vậy bây giờ, nếu quả thật ông đã thấy bà kia, thì hãy nói ông đã thấy họ thông gian với nhau dưới cây nào. Người ấy đáp: Dưới cây trắc. Daniel nói: Ông đã nói dối trắng trợn, khiến ông phải mất mạng. Vì thiên sứ của Thiên Chúa đã nhận được án lệnh của người là chặt ông làm đôi. Sau khi cho người này ra, Daniel truyền dẫn người kia vào rồi nói: Hỡi nòi giống Caraan, chứ không phải nòi giống Juda, sắc đẹp đã mê hoặc ông và tình dục đã làm cho ông ra hư hỏng. Các ông đã hành động như thế với con gái Israel vì sợ họ đã thông gian với các ông. Nhưng người con gái Juda này đã không chịu nổi sự gian tà của các ông. Vậy bây giờ hãy nói cho tôi biết ông đã bắt quả tang họ thông gian với nhau dưới cây nào. Người ấy đáp: Dưới cây dễ. Daniel mới bảo: Cả ông nữa, ông cùng nói dối trắng trợn, khiến ông phải mất mạng. Vì thiên sứ của Thiên Chúa tay cầm gươm đang chờ để sẽ ông làm đôi nhằm tiêu diệt các ông. Bây giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng Thiên Chúa đấng cứu những kẻ trông cậy vào người. Rồi người ta quay lại chống hai kỳ lão, vì Daniel đã dựa vào lời chính miệng các ông nói mà thuyết phục họ là các ông đã làm chứng gian. Theo luật Môi-se, người ta giáng cho các ông hình phạt mà các ông định bắt người khác phải chịu, đó là giết các ông. Ngày ấy, máu người vô tội khỏi đổ oan. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, dầu qua lụng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Lạy Chúa, dầu qua lụng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Lạy Chúa, dầu qua lụng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của người. Lạy Chúa, dầu qua lụng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trường Ngài bảo vệ,
con vững dạ an tâm. Lạy Chúa, dầu qua lùng âm u, con sợ gì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lạy Chúa, dầu qua lùng âm u, con sợ gì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên. Lạy Chúa, dầu qua lùng âm u, con sợ gì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng. Đức Chúa phán, ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô Liu, vừa tạng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hàng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.